vâng. Cao Phong xin mến chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát karaoke trên mọi miền quê đất nước. Xin chào khách hàng, đó là anh Vũ. Vâng, anh Vũ, địa chỉ là xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện tử Cao Phong sẽ giới thiệu và test chất âm những chiếc cục đẩy hàng bãi Mỹ Xịn. Model là MA6.2, chạy với công suất là 16 xò sắt Mexico và 16 xò than Toshiba. Vâng, dòng cục đẩy hàng bãi Mỹ Xịn cho chất âm rất là hay. Các bác đang được ngắm nhìn, cũng như là anh Vũ đang được ngắm nhìn. Mặt phay nhôm rất là dày đẹp. Bảng tắp lô, hai volume chiết áp nằm ở hai bên, rất là cân đối. Công tắc bật tắt nguồn nằm chính giữa power. Các đèn báo tín hiệu Active, báo Protect, báo Singer và báo Clip. Cửa sổ làm mát, tay sẽ vận chuyển, có nghĩa là hàng đẹp xuất sắc tuyển chọn. Tiến vào phía nội thất bên trong, anh Vũ cũng như là các bác rất là ngỡ ngàng. Hàng rất đẹp. Vâng, bao zin tuyệt đối cho anh Vũ cũng như là các bác những chiếc cục đẩy MA6200 này. Đầu tiên, cái điểm lý tưởng đầu tiên đó là cái nguồn miếng áp dây đồng, và nguồn rất là lớn, các bác nhìn này, nguồn một găng tay đẫy luôn, và dây đồng xịn, và nó còn nguyên cả những cái nắp cao su cách điện đó. Hàng rất là xịn sò, nguyên keo, dây đồng xịn nhá, dây đồng xịn và dây đồng rất là to luôn đấy. Khi các bác mua cục đẩy, các bác nhìn này, dây đồng rất là lớn này đó, ở phía bên trong các bác nhìn này, dây đồng cực to luôn. Đó là cái điểm quan trọng nhất đầu tiên trong các dòng cục đẩy hàng bãi, nó phải là nguồn lớn và dây đồng xịn. Cái quan trọng thứ hai đó là nó chạy sò sắt xịn của Mexico, đẹp xuất sắc luôn. Tất cả một dàn sò Mexico còn zin nguyên bản của nhà sản xuất đó, 16 sò sắt Mexico và 16 sò than Toshiba các bác nhá, cũng như anh Vũ này, rất là tuyệt vời. Con này chất âm của nó cực kỳ hay luôn. Và tất cả các dàn chở này, các bác nhìn này, tất cả các dàn chở mà trên những con đẩy thương hiệu và chất âm hay thì nó phải chở dẹt như này đấy, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Chất âm nó sạch, bên vỉ bao zin đẹp như hàng đập hộp luôn, các bác nhìn đó. Chạy với 2, 4, 6, 8 quả tụ lọc nguồn 15.000mi 80V, rất là đẹp. Dây này các bác này, tất cả dòng hàng đẩy xịn, dây nó đi rất là to và đi rất là khoa học, gọn gàng. Bên vỉ em bao zin cũng như là quay thật chi tiết, thật dần để cho anh Vũ cũng như là các bác được trải nghiệm các dòng sản phẩm hàng tuyển chọn. Thế nào là hàng tuyển chọn? Tuyển chọn có nghĩa là phải tuyển chọn khắt khe về chất lượng cũng như là độ zin đó. Hàng bao zin tuyệt đối cho các bác cũng như là anh Vũ, rất là đẹp. Con này chất âm của nó cực kỳ hay luôn. Riêng dòng đẩy bãi mà tổng hợp sò sắt và sò than mà nó là đẩy hàng hãng thì các bác cũng như là anh Vũ cực kỳ yên tâm là cái chất âm của nó cực khỏe. Với công suất của con này nó đánh căng cho anh Vũ cũng như là các bác có thể đánh dùng liền lúc hai cặp full bắt 30 tép kèn đấy. Còn những cặp full 40 thì các bác có thể dùng những cặp full 40 từ 220 côn 100 chưa hết công suất. Phải nói là đẩy này thì tiếng của nó rất là căng về bát, tiếng bát và tiếng chung của nó ấm và tiếng chép nó rất là đẩy. Tất cả khung sườn đẹp từ cái nắp thì các bác nhá, từ cái nắp và khung sườn thẳng căng luôn đó. Em quay cho kỹ cho các bác này đó, thẳng căng luôn, không có một chút móp méo nào luôn. Đây các bác nhìn thấy tất cả các dòng cục đẩy này, em đưa vào tín hiệu trực tiếp vào máy tính vào này, chả qua lọc, chả qua vang gì cả nhá, nhưng mà tiếng nó rất là hay, tiếng sạch. Đây ngõ kết nối ra loa bằng jack điều chỉnh và cả gen vặn xoáy này. Cái này nó còn nguyên cả cái phích cắm ba chân các bác nhá, còn đầy đủ hết, tức là hàng nó còn rất là zin. Đây các cái chế độ các bác nhìn này, đường vào này, đây đường vào này và đường link, tức là like thằng các thiết bị khác như like thằng cục đẩy khác này. Các chế độ gạt này các bác nhìn, đầy đủ hết này, rất là nhiều chế độ gạt nhá, có cả chế độ cắt cốt cho các bác. Solo này, đầy đủ hết solo nhá. Tech Krogi from USA. Đấy, hàng đây là hàng thương hiệu, tức là những cái hàng này nó là hàng có tên tuổi rồi. Đấy, tên tuổi rồi, nên các bác yên tâm với cái chất lượng của nó. Em bao zin tuyệt đối cho anh Vũ cũng như là các bác muốn sở hữu chiếc cục đẩy MA6.2 này. Em quay xa nhá, các bác nhìn nó đẹp như này đó, rất là đẹp. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 07722 60096. Em giao hàng toàn quốc,
Xin chúc mừng các bác cũng như là anh Vũ là người đã rất là sáng suốt lựa chọn cho mình những chiếc cụ đẩy hàng hãng đẹp xuất sắc. Đó. Tuyệt vời luôn. Đó. Rất là đẹp. Vậy rất là kỹ các bác nhá. Khi mà mua các dòng sản phẩm ấy thì các bác phải được xem rõ như này. Đấy, phải được xem chi tiết và quay từng ngõ ngách một thì các bác mới yên tâm. Còn khi mà các bác mua những dòng sản phẩm đẩy bãi hay là bất kỳ dòng sản phẩm nào bãi ấy, các bác cứ không được xem kỹ mà là quay rất là loáng nhoáng qua loa đại khái thì các bác rất là nhiều khi các bác rất là khó để lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm đạt yêu cầu. Đấy, còn những dòng này quay kỹ em bao zin cho các bác luôn. Đấy, bao zin bao ship tuyệt đối cho các bác chất lượng của đẩy luôn. Hàng này thì nó không có nhiều. Đấy, luôn nhắc với các bác là riêng những dòng chất như này thì không bao giờ nó có nhiều. Nên là các bác có nhu cầu cái thì các bác liên hệ sớm để ép giá và được sản phẩm tốt nhất cho các bác. Đó, rất là chất luôn. Tuyệt vời. Xin chúc mừng anh Vũ cũng như là cảm ơn anh và các bác. Chúc mừng các bác và cảm ơn các bác. Chúc sức khỏe các bác và toàn thể anh em luôn sức khỏe hạnh phúc. Xin chào các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo. Đấy, cái mua đẩy bãi cái nguồn biến áp này nó rất là quan trọng, nguồn to mà dây đồng xịn này thì rất là giá trị này. Đấy, sò xịn, sò sắt, sò xịn. Báo cáo với các bác là nhiều bác vẫn đã rất là hiểu nhưng nhiều bác chưa hiểu nhá. Nếu mà cùng một cái công suất như thế này, đấy, cùng một cái công suất như này mà nó có sò sắt thì bao giờ cái giá tiền của nó sẽ đắt hơn và chất lượng hơn mà nó đắt hơn các bác nhá. Đấy, đắt hơn có thể lên đến tiền triệu luôn. Đấy, các bác lưu ý nhá. Ví dụ như cũng phần này sò nhưng là toàn sò than thì không bao giờ nó đắt, hoặc là toàn sò sắt thì không bao giờ nó đắt và có giá trị bằng nó một nửa sò sắt, một nửa sò than nó phối hợp với nhau thì cái chất âm của nó sẽ được đảm bảo các bác là trọn vẹn tất cả các giải tần từ bát trung chép. Đấy, chứ còn một sò sắt thì nó lại là bình thường mà hoặc là một sò than thì nó lại bình thường. Đấy, nhưng mà nó tổng hợp giữa sò sắt và sò than thì nó rất là giá trị về cái chất âm của nó, rất là hay. Đây là cái lưu ý khi các bác chọn mua đẩy. Thì nhiều bác là chưa biết được cái giá trị và tại sao cũng công suất như thế nhưng mà đẩy sò sắt và sò than thì nó lại đắt tiền hơn. Đúng như vậy các bác. Những cái điều quan trọng nhất cho các bác ấy là các bác chọn được con đẩy nó đẹp như này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em.